Xin chào các bác, chào những khách hàng yêu quý của tôi. Hôm nay này, các bác nhìn thấy không? Trong khung hình này khá là nhiều những cái này. Cái này thì các bác biết là cái gì không? Cái này thì anh em nào đi hát văn thì chắc là không lạ cái này. Đây là những cái kèn hát văn. Thì hôm nay là có một bác khách hàng đặt kèn này. Kìa kìa, đây là cái sản phẩm của bác này. Thì trước khi mà đóng gói gửi đi thì tôi tiện là tôi quay lại một chút cho các bác xem qua về mẫu mã cũng như là hình dáng của nó này. Xong lát nữa thì sẽ có test âm và tôi cũng sẽ nói một tí về cái kèn này, tức là không phải là về cách thổi kèn mà là về cái cấu tạo các thứ của nó thôi. Bởi vì nhiều bác là cứ nhìn thấy là kèn này nhưng mà nhiều bác cũng không được va chạm với nó bao giờ thì cũng không được biết được. Thì cái đầu tiên nhá, cái dọc kèn nhá, cái dọc kèn này thì là gỗ này, chắc chắn là gỗ rồi, khoét lọc nhá, chứ không phải là bổ ra đâu mà nó khoét nguyên từ một thanh gỗ ra, moi cái lọc của nó ra. Thì cái này phổ thông cho anh em đi văn nó sẽ có hai tông chính là son và son thăng. Đấy, thì cái kèn này là cây kèn son này. Đây, bác này dùng kèn son này, hoặc là anh em thì nếu mà muốn lên son thăng nó sẽ có hai cách. Một là mình sẽ dùng cái dọc son thăng chuẩn luôn, hai là mình sẽ dùng dọc son nhưng sẽ thay thắng thay dăm đi một chút. Thế nhưng mà nếu làm như thế thì sẽ phải thổi rất là vất đấy, bởi vì là cái dăm của kèn văn nó khá là nặng, nên là cái việc mà chúng ta thổi cái chính tông của nó đã là khá là vất vả rồi. Nếu bây giờ lại còn muốn lên cao hơn nữa thì chúng ta phải ép hơi nó rất là mạnh. Đấy, đó, đây là cái phần dọc kèn nhá. Còn dĩ nhiên bát kèn ở đây thì là bát bằng gỗ thôi. Đấy, của gỗ thì cho cái âm nó êm. Đấy, còn nhiều người hỏi là nó bằng đồng hay là nó bằng cái gì nhá. Thì đấy, thì tôi trả lời, nó là bằng gỗ thôi. Có nhiều người nhầm tưởng rằng cái này nó là bát bằng inox, nó giống như kiểu một số người cũng kinh doanh và bán, bây giờ bắt đầu bán cả kèn tàu để đi làm hát văn ấy. Thì cái cá nhân tôi thì tôi không không có ý kiến là tôi nói là cái đấy không làm được. Đấy, làm được hay không thì người ta làm, người ta cũng có video test âm đấy thì các bác tự thẩm định. Thế nhưng mà đây thì tôi đang nói ở cái phương diện là cái kèn hát văn này là cái kèn phổ thông, đây Việt Nam sản xuất thôi. Đấy, thì cái bát của nó là bát bằng gỗ nhá, chứ nó không phải là bằng inox cũng không phải bằng đồng. Bằng đồng thì thông thường là cho anh em nó đi làm nhạc hiếu là chính nhá. Đấy, còn hát văn thì là đồng bộ của nó là bằng gỗ hết. Và thông thường thì cái này nó làm bằng mun là chính. Đó, đây tất tần tật toàn bộ đây là cái dòng mun này. Thế còn nó không làm bằng những cái loại gỗ, ví dụ như kiểu là những cái loại gỗ rẻ tiền để làm kèn đám như kiểu dổi sao hay xoan cái thứ thì không không làm cái đó. Đấy, đây là gỗ mun, là cái dòng gỗ phổ thông nhất với cả kèn văn. Đấy, lưu ý của tôi với cả mọi người là như thế nhá, chứ nó không phải là có cái gỗ rẻ tiền ví dụ như thừng mực hay sao hay xoan các thứ. Những cái đó thì mọi người đang nhầm sang nó là kèn đám rồi nhá. Đấy, có thể là bằng hương hoặc là mun, đấy là hai dòng gỗ phổ thông nhất đúng không ạ. Thế còn đây là cái phần thắng của nó, cái phần thắng này của nó là bằng đồng thì chắc chắn là đúc rồi nhé, không có hàn hết gì đâu nhé, đây không hàn. À, và thông thường phổ thông của nó là 7,5 cm, chứ nó khác với cả cái việc kèn đám của chúng ta là kèn đám có nhiều bác yêu cầu tôi làm cái thắng 10 cm. Đấy, thế nhưng mà là cái kèn này thì đấy, nó phổ thông nó là như thế này bởi vì là mỗi một cái dòng kèn nó sẽ có một cái quy chuẩn khác nhau về thắng về dăm khác nhau để nó cho cái âm đấy và màu sắc âm phù hợp với cả những cái dòng nhạc mà cái nhạc cụ đấy nó sẽ thể hiện. Đó, thì hát văn thì nó có quy chuẩn là như thế này. Đây, các bạn nhìn thẳng. Còn đây nhá, đây là cái phần mà khá là quan trọng của cái kèn này. Nếu mà không có cái này thì không bao giờ thổi được kèn này. Đó, đây là những cái chiếc dăm. Đấy, chiếc dăm thổi kèn đấy. Thì cái dăm này cũng lưu ý anh em luôn, có nhiều anh em hỏi điện cho tôi bảo có bán dăm không, có bán, hỏi dăm nhựa để đi hát văn. Thực ra thì dăm nhựa nó chỉ phổ thông cho những anh em đi đám thôi. Đấy, còn đa số, đây là tôi nói đa số rồi, tôi không dám nói hết
100% mọi người đâu. Bởi vì cũng có những người người ta thổi bằng giáp nhựa, nhưng đa số nhiều anh em và những người thổi kèn lâu năm có kinh nghiệm mà muốn có tiếng kèn hay thì thông thường nó vẫn sử dụng giáp sậy là cái gọi là tỷ lệ cao đó. Đây nhé, những chiếc giáp sậy trên tay tôi đây, đây các bác nhìn thấy nhé. Đó. Thì thổi giáp sậy thì dĩ nhiên là kèn hát văn thì giáp sậy nó hơi nặng một chút, chắc chắn là nặng rồi, nặng hơn kèn đá và nặng hơn kèn giáp nhựa rồi. Thế nhưng mà cái giáp sậy nó nặng âm nhưng nó mới lên được các nốt cao, bởi vì cái giáp nhựa chúng ta ngậm vào miệng của chúng ta này, một thời gian sau cái hơi nóng từ trong người của chúng ta, từ hơi thở ấy, nó đi vào cái răng, nó sẽ làm bị đầu răng đấy, và cái nhựa thì nó dễ bị biến dạng đấy, thì là nó sẽ bít cái đầu răng lại thì không lên được quả. Thế nên răng sậy thì nó không như thế đấy, răng sậy là nó sẽ khắc phục được những cái việc đó. Và các bạn nói rằng là mới học, đúng, thật sự là mới học nó rất là vất vả đấy, cho nên nó nói không phải là cái nhàn đâu. Thế nhưng mà chúng ta trừ khi sức khỏe của chúng ta không cho phép, hoặc là những người mà đi làm lâu năm rồi, năm nay có thể là ngoài 50 tuổi chẳng hạn như thế, sức khỏe bắt đầu nó yếu đi rồi thì không thổi được nữa, thì chúng ta đành gọi là chấp nhận dùng bằng giáp nhựa. Chứ còn nếu như mà các bạn vẫn là thanh niên, vẫn có một sức khỏe tốt thì cố gắng tập luyện nó. Thực ra là cái gì tập luyện dần nó cũng quen thôi, nó sẽ mất tầm một vài buổi đầu hoặc là một tuần đầu thôi, đến sau dần dần nó cũng sẽ quen và cái hơi của chúng ta sẽ dần khỏe lên, thì cái này nó cũng không phải là một cái gọi là làm khó khăn cho chúng ta quá nhiều đấy. Đây là cái dăm này, là đống dăm này, đây là dăm thô nha mọi người nha. Thế còn một cái này nữa này, đây là những, đây hai cái dăm trên tay tôi đang cầm này là hai cái dăm sửa rồi. Thế vậy thì hai cái dăm sửa rồi này nó có khác cái gì với cả dăm thô hay không? Dĩ nhiên là nó vẫn phải xuất phát là từ những cái chiếc dăm thô này thì mới trở thành những dăm sửa này được, đúng không? Thế mà nó cũng có cái khác của nó là nó đã được chỉnh âm đi rồi, tức là có thể được mài nhẹ hơn này, đã được chỉnh đi rồi để cho cái tiếng âm của nó ok, ổn hơn. Thì sẽ có hai sự lựa chọn cho các bạn. Một là các bạn có thời gian, các bạn biết chỉnh dăm thì các bạn tự mua cái này về đấy. Nó nếu để so về kinh tế nhá thì nó rẻ hơn, có khi là rẻ hơn gấp đôi đấy. Một cái sửa này có thể bằng hai cái chưa sửa, hoặc thậm chí là hơn. Thì các bạn có thời gian nó biết làm đấy, thì vừa tiết kiệm về kinh tế và vừa làm được những cái dăm, mài được những cái dăm cho mình ấy, thì nó ưng cái ý của mình hơn, chắc chắn là như thế. Dù những cái người thợ có mài như thế nào để mài đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn rằng không bao giờ đủ vừa ý cho tất cả mọi người được. Bởi vì như tôi nói nhiều lần rồi, thổi kèn thổi sáo nó là hơi, họ hơi thì là hơi từng người, nó sẽ là khác nhau đấy. Cái mai thổi kèn của mỗi người sẽ khác nhau, hơi mạnh hơi yếu khác nhau, thì yêu cầu cái dăm nó cũng như thế. Thì đó, nếu mà mọi người muốn ưng ý 100% nhá, thì đấy chỉ khuyên mọi người là biết làm thì lấy cái đó về để mình làm ưng ý mình này. Đấy, tiết kiệm kinh tế và hơn nữa nó chính là tạo sự đam mê và sự gọi là ham cho mình ấy. Đấy, mình cứ làm được cái công đoạn gì thì chắc chắn là sẽ khám phá được những cái mới, cái hay trong đấy, và mình lại cảm thấy rất là ham. Thế đây nhá, đó đây là cái dăm sửa rồi này, đây để cho đó, đây là chưa sửa này, đây, dăm thô. Và yêu cầu thì ship dăm với tôi ạ, kể cả đám hay là kể cả hát văn thì cũng vậy, 5 cái đổ lên tôi mới ship, và rất mất thời gian cho cái việc sửa dăm như thế này đấy. Thế nên là gần đấy thì mới bỏ công rồi bắt đầu ngồi làm. Thế còn thì có nhiều bạn hỏi là tại sao nó cái giá này này của cái dăm sửa rồi này nó đắt hơn, có thể là một gấp đôi đó, đắt hơn một gấp đôi hoặc thậm chí là hơn như thế. Thứ nhất là cái sậy nó cũng là khó tìm, bởi vì là sậy muốn lấy để làm dăm được là phải theo mùa nha, không phải là một năm lúc nào chúng ta cũng đem ra chúng ta làm được như nhựa. Và cái quan trọng hơn nữa đó chính là đây các bạn có thể nhìn thấy này, một cái túi dăm như thế này này đấy, có thể hàng chục chiếc dăm ở trong đây. Thế nhưng mà khi mà đem ra đi sửa thì chúng ta cứ phải bỏ với tỷ lệ là 2 lấy 1, đấy là tỷ lệ, đấy là tỷ lệ thấp nhất, có khi là 3 lấy 1, có 4 lấy 1 là có, tức là phải hy sinh 2 chiếc dăm thô này mới sửa được ra 1 chiếc dăm này đó.
hoặc thậm chí có những trường hợp là phải 3 chiếc, 4 chiếc và thậm chí là nhiều hơn. Cái này chuyện này có. Đấy. Và không phải là ít đâu, rất phổ biến luôn. Đấy. À, giải thích cho các bạn biết vì sao nguyên do là cái dăm này sửa rồi nó sẽ đắt hơn cái này. Đấy. Và đắt hơn nhưng mà lại phải nói thực sự là làm nó rất là mất công. Đó. Đấy thì tôi chia sẻ như vậy thì là bạn nào có khả năng làm được đấy, tức là tự mài được. Chứ còn nếu mà làm dăm này thì nó cũng không phải là dễ. Đấy, nhưng mà biết về chỉnh một tí thì đấy các bạn nên làm như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn nhá. Thì bây giờ tôi sẽ cho test kèn để cho các bạn xem cũng như là cái vị chủ nhân của cây kèn này cũng được nghe luôn trước khi là tôi đóng gói tôi gửi về cho bác khách hàng này nhá. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.